Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của mình. Before the lesson today, let's play a game. Who is faster? Ai nhanh hơn? Chúng ta cùng chia thành hai nhóm và chơi trò chơi này. Các bạn hãy dự đoán cho cô những con vật này là gì? Which animal is it? What is it? Yeah, it's an elephant. And which animal is it? Can you guess? It's a monkey. And another animal. Can you guess? It's a bird. The next one. It's a snake. What is it? Yes, it's a tiger. The last one. Can you guess? It's a wolf. Now answer my question. Where do these animals live? And are they dangerous? Can you guess our topic today? Today we will learn Unit 3, Wildlife. Lesson 1, Vocabulary. Talk about animals. New words. Look at this picture. It's a bat. Bat. It's a butterfly. Butterfly. The next one. This is a camel. Camel. Crocodile, crocodile. This is an eagle, eagle. This is a giraffe, giraffe. And this is a gorilla, gorilla. Octopus, octopus. Octress, octress. This is a panda, panda. This is a rat, rat. Look at the picture. They are communicating, communicate. Communicate có nghĩa là giao tiếp. Jump, jump. Survive, survive, survive. Survive means to continue to live after an accident, war, or illness. Survive có nghĩa là sống sót. Những từ vựng này các bạn nhớ ghi vào tập và mình học thuộc lòng. Now, the next exercise. Which animal is correct for each conversation? Trong bài tập này, chúng ta sẽ có 3 cuộc hội thoại. Bạn hãy đánh dấu tích vào con vật đúng mà đoạn hội thoại nhắc đến. Now, let's listen. Unit 3. Vocabulary. Exercises 1 and 2. 1. Simon. Hi, Simon. Do you want to play our animal identification game? Sure. Look at the photo. What do you think it is? I've got no idea. It looks like a frog. Is it a frog? No, it isn't. In fact, it's a kind of fish. Really? That's a very strange fish. 2. Ray. Hi, Ray. Do you want to play an animal identification game? Yes, okay. Okay,
Listen to this, please. What animal do you think this is? I don't know. It sounds like a dog. Listen again. I know. Is it a wolf? Yes, it is. 3. Lane. Hi, Lane. Would you like to play an animal ID game? Yes, why not? Okay. Listen and tell us what animal you hear. Right. That's a strange sound. I've got no idea. Maybe it's an elephant? No, it's a camel. Now listen again and check your answers. Unit 3. Vocabulary. Exercises 1 and 2. 1. Simon. Hi, Simon. Do you want to play our animal identification game? Sure. Okay. Look at the photo. What do you think it is? I've got no idea. It looks like a frog. Is it a frog? No, it isn't. In fact, it's a kind of fish. Really? That's a very strange fish. 2. Ray. Hi, Ray. Do you want to play an animal identification game? Yes, okay. Okay. Listen to this, please. What animal do you think this is? I don't know. It sounds like a dog. Listen again. I know. Is it a wolf? Yes, it is. 3. Lane. Hi, Lane. Would you like to play an animal ID game? Yes, why not? Okay. Listen and tell us what animal you hear. Right. That's a strange sound. I've got no idea. Maybe it's an elephant? No, it's a camel. Watch or listen again and complete the key phrases. Xem và nghe lần nữa để hoàn thành những cụm từ chính sau. Bây giờ chúng ta cùng nghe lần nữa và điền vào khoảng trống. Unit 3. Vocabulary. Exercises 1 and 2. 1. Simon. Hi, Simon. Do you want to play our animal identification game? Sure. Okay. Look at the photo. What do you think it is? I've got no idea. It looks like a frog. Is it a frog? No, it isn't. In fact, it's a kind of fish. Really? That's a very strange fish. 2. Ray. Hi, Ray. Do you want to play an animal identification game? Yes, okay. Okay. Listen to this, please. What animal do you think this is? I don't know. It sounds like a dog. Listen again. I know. Is it a wolf? Yes, it is.
3. Lane. Hi, Lane. Would you like to play an animal ID game? Yes, why not? Okay. Listen and tell us what animal you hear. Right. That's a strange sound. I've got no idea. Maybe it's an elephant? No, it's a camel. Pronunciation. Look at the questions and sentences. Listen and repeat. Underline the stressed words. Nhìn vào những câu hỏi và những câu ở phía dưới. Nghe và lặp lại. Gạch dưới những từ được nhấn. Trong câu người ta đọc sẽ có những từ nhấn mạnh. Các bạn hãy nghe và gạch dưới những từ đó. Unit 3. Vocabulary. Exercise 3. 1. What do you think it is? 2. It looks like a camel. 3. It sounds like a cat. 4. Is it a dog? 5. Maybe it's a giraffe. Phần này các bạn hãy lắng nghe và luyện tập đọc lại những câu sau ở nhà. Read your close up. Now look at these pictures and tell me, what are they? Ở đây chúng ta có một số bức tranh về một phần của con vật. Các bạn hãy nhìn vào những bức tranh này và nói cho cô nghe đây là con gì. Number one. This is a frog. Frog. Number two. It's an elephant. Elephant. Number three. Butterfly, butterfly. Number four. Snake, snake. Number five. Gorilla, gorilla. Number six. Eagle, eagle. Seven. Rabbit, rabbit. Eight. Whale, whale. 9. Crocodile, crocodile. 10. Ostrich, ostrich. 11. Bat, bat. Now listen and identify animal sounds. Bài tập này con sẽ lắng nghe và nhận biết âm thanh của các con vật này. Unit 3. Vocabulary. Exercise 5. 1. Two. Three. Four. Five. Six. Now look at the questions. What do you think the animal is? Nhìn vào những câu hỏi sau, bạn nghĩ con vật này là gì? Does it live in water or on land? It lives on land and in water. Has it got wings, legs, a tail? It's got legs and a tail. How many legs has it got? 4. Is it bigger or smaller than a dog? It's bigger than a dog.
Yes, it eats other animals. Yes, it does. Does it live in this country? Yes, it does. Is it dangerous? Yes, it is. What color is it? Green and round. Nó sống ở dưới nước hay ở trên cạn? Nó sống ở trên cạn và cả ở dưới nước. Nó có cánh, có chân, có đuôi không? Nó có chân và một cái đuôi. Nó có bao nhiêu chân? Có bốn. Nó lớn hơn hay nhỏ hơn một con chó? Nó lớn hơn một con chó. Có phải nó ăn các động vật khác không? Vâng, phải. Có phải nó sống ở đất nước này không? Vâng, phải. Nó có nguy hiểm không? Vâng, có. Màu sắc của nó là gì? Màu xanh và màu nâu. Các bạn có đoán được đây là con vật gì không? Con vật này nó nguy hiểm, nó có bốn chân, nó có một cái đuôi, nó sống cả trên bờ và dưới nước. Nó to hơn con chó. Nó ăn những con vật khác và nó sống ở quốc gia chúng ta. It's a crocodile. Crocodile. Các bạn ấy đang miêu tả đến con cá sấu. Now, let's play lesson game. Rules. One volunteer comes to the front and teacher will give him or her a picture of an animal. The volunteer student can only answer yes or no. And the other students can only ask 20 questions to find out what the animal is. Bài tập này các bạn sẽ chơi ở lớp. Giáo viên sẽ đưa cho các bạn một bức tranh về một con vật. Học sinh được giáo viên đưa bức tranh cho chỉ trả lời yes hoặc no. Và những học sinh khác chỉ hỏi 20 câu hỏi để tìm ra con vật đó là gì. Hope you enjoy this game at your class. I give you some example. You can use the picture to play this game. Homework. Learn by heart on the new works. Prepare for the next lesson. Reading. Bài tập về nhà, học thuộc lòng những từ vựng mới ở trong bài học này. Chuẩn bị bài học tiếp theo, bài Reading, trang 40. Bài học hôm nay kết thúc. Hẹn các bạn vào bài học tiếp theo.